Hello, xin chào tất cả các bạn. Shop Mới Sướng .vn hân hạnh được dành tặng tất cả các bạn hai nick mỗi ngày trong mỗi clip. Vâng, tất cả các bạn ơi, đừng quên đang là Shop Mới Sướng .vn là một trong những nick các bạn có thể là ở tiền nào của này các bạn nhé. Giá cả rất rẻ và các bạn đừng quên đang là ủng hộ. Nếu có muốn nick thì ủng hộ Shop Mới Sướng nhé. Ngày hôm nay thì mình vẫn tiếp tục là tặng cho tất cả các bạn hai nick, mỗi nick 50.000 và các bạn có thể thấy đấy. Mỗi ngày thì mình sẽ tặng cho tất cả các bạn hai clip, hai nick để cho bạn nào mà không có nick thì các bạn có thể vừa vào xem clip và được nhận nick các bạn nhé. Thì đó là một cái tri ân của mình cho để 1 triệu subscribe. Còn khi để 1 triệu subscribe thì mình sẽ tặng tiếp tất cả các bạn là rất nhiều hơn nữa. Cho nên là các bạn có anh em bạn bè nào mà mua shop nick liên quân, các bạn đừng quên giới thiệu đến shop Mới Sướng .vn nhé. Nếu các bạn chỉ cần mua nick lỗi thôi, mình sẽ đến gấp 5 lần hoặc gấp 10 lần. Cái này là mình đảm bảo 100% lấy cái con người mình đảm bảo luôn. Rồi và hai nick mình tặng thì đấy là các bạn nhé. TK Gam Online 345, các bạn hãy tạm dừng lại và có thể là vào lại nick các bạn nhé. Rồi mời các bạn hãy đón siêu phẩm díu của mình. Rồi chúc các bạn có một buổi sáng thật vui vẻ. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một vị tướng díu. Như các bạn đã biết được rồi, díu là một vị tướng được tăng sức mạnh rất nhiều. Kể từ theo mình thấy thì đó là một vị tướng được tăng mạnh nhất trong tất cả các vị tướng được tăng. Và nhiều người đang thắc mắc hỏi anh Cường ơi, cách combo díu như thế nào để hiệu quả, làm thế nào để phóng đồ được 3-4 lần nó có bát thì nó khá đơn giản thôi. Ngay hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có thể làm được điều đấy. Và cách combo thì nó khá đơn giản thôi. Thường thì chúng ta nhiều bạn chơi díu mình có một cái hạn chế một chút, đó là khi tất cả chúng ta combo, chúng ta cứ quăng chiêu một trước. Thì quăng chiêu một trước vẫn sử dụng chiêu một trước thì vẫn hiệu quả thôi, nhưng nó sẽ không gây được cho chúng ta kiểu là nó sẽ không được gây được hai lần chiêu lướt đi lướt về. Cho nên theo mình khuyên các bạn không nên dùng chiêu một trước, mà đó nó sẽ có bó cách thứ hai là dùng chiêu hai xong dùng chiêu một, chỉ cần chiêu một lướt đến một lần chúng ta sẽ kết hợp luôn chiêu ba. Thì đó là cách combo díu nó tốt nhất hiện tại bây giờ mà tất cả các cao thủ đều sử dụng cách díu nhanh chóng và chuẩn xác đấy. Thì cách chơi như nào thì là sẽ hướng dẫn luôn, mình sẽ hướng dẫn các bạn tỉ cách combo như sau. Còn bây giờ thì mình đã phán cho mình hai con bùa đường rồng và bùa kinh công rồi. Bây giờ mình sẽ tập trung sẽ đi gánh những này đấy. Mình sẽ combo nhảy lướt chiêu hai này, chiêu một chiêu ba luôn đấy, các bạn thấy chưa? Bởi vì khi mình lướt chiêu một chiêu hai kích hoạt chiêu một thì nó sẽ kích hoạt cấm lặng luôn, thì khiến cho tín địch khiến vị tướng này nó sẽ đứng im và chúng ta cũng sẽ kích hoạt được hai lần chiêu một và chúng ta sẽ có được một mảng đấy. Combo của con díu hiện tại phiên bản bây giờ meta này là combo như vậy. Chiêu hai trước các bạn sẽ quăng, khi các bạn nhảy chiêu hai vào người nó thì các bạn quăng chiêu một nó sẽ rất là dễ trúng. Khi chúng ta quăng chiêu một xong chúng ta sẽ kích hoạt chiêu ba luôn, thì lúc đó chúng ta sẽ được kích hoạt hầu như bốn chiêu thức của chúng ta sẽ trúng tướng địch 100% chuẩn chỉ đấy các bạn nhé. Đây chiêu một trật rồi, tôi không sao, đường nào bắn một mạng ạ. Đấy, đấy là cách combo nó khá đơn giản và hầu như bạn nào làm được. Và tất cả các bạn, nhiều bạn chơi díu hiện tại với dư lao mình thấy các bạn có combo khá sai. Sai một cái là các bạn phải nhất thiết trúng chiêu một, các bạn phải đẩy bao cơ, như vậy rất chậm, combo như vậy rất chậm và sẽ khiến chúng ta sẽ không có sát thương để dồn đấy. Còn như các bạn đã thấy thì díu cách chơi của nó như thế nào. Díu là sử dụng như mình cái chiêu ba thì là sẽ bất khả kháng, sẽ không bị gọi là bị cái sát thương, thì chúng ta sẽ tận dụng vào cái điểm mạnh đó của díu. Chúng ta sẽ combat đông người, díu là một vị tướng combat đông người khá tốt, bắt lẻ cực mạnh, nhưng nó có một cái là đủ cơ động của nó không cao. Cho nên chúng ta sẽ chơi vị tướng díu này theo nhiều cách. Đầu game chúng ta sẽ gánh đường nào nhiều nhất thì chúng ta sẽ gánh combat mà. Díu đầu game combat sẽ rất mạnh hơn các vị tướng đi rừng khác như là Nagaroth hay là những cái vị tướng khác. Đặc biệt díu nó khé cứng, là một vị tướng khắc chế cứng của những vị tướng như Kalinak, như Nagaroth hoặc là đại loại tất cả các vị tướng sát thủ còn lại. Đó gọi là cáo tứ cứng và nó khắc chế cứng các bạn. Bởi vì chẳng hạn con Na hoặc Murad hoặc con Kalinak solo không bao giờ lại con díu, mình khẳng định như vậy luôn trong một trận đấu 5 năm đấy. Con solo 1-1 ở map 1-1 thì mình không biết. Còn bây giờ mình sẽ gánh tiếp này chiếc một, các bạn thấy chưa? Các bạn chỉ cần nhìn cho mình cách combo này thì các bạn sẽ chơi díu cực kỳ tốt luôn. Và mình không có gọi là thân thành hóa cách di chuyển của mình đâu, mình chơi cũng như tất cả các bạn thôi đấy. Mình sẽ farm đường ăn buôn sánh ở đường kinh công, xong mình sẽ xuống ăn bùa đỏ ở đường rông, xong mình sẽ đi xuống đi gánh. Chỉ cần nhảy chiếu hai vào người nó, lướt chiếu một và sử dụng chiếu ba là có một màn. Đấy là cái quan trọng nhất của vị tướng díu mình muốn truyền đạt đến tất cả các bạn clip ngày hôm nay. Còn cách chơi của nó thì đâu game chúng ta sẽ đi gánh ưu tiên đường rông nhé, khi chúng ta lấy được những cái lợi thế mà mặc dù mình không lấy được trù. Thì cái này
đối với mình vẫn là thất bại. Bởi vì cho dù chúng ta có ăn được hàng trăm cái màng đi chẳng nữa, nhưng chúng ta không lấy được một chiếu trụ. Từ từ cái pha này, lướt chiếu 2 này các bạn thấy chưa? Rồi, chiếu 1, rồi ok chưa? Rồi, xong chưa? Các bạn thấy cái cách combo của mình nó khá đơn giản, mình không có một cái gì gọi là kỹ năng hơn các bạn đâu. Các bạn chắc chắn kỹ năng hơn mình, bởi vì mình già rồi. Các bạn còn trẻ thì các bạn có thể sử dụng được nhiều kỹ năng, còn khá đơn giản thôi. Còn cái cách chơi các bạn nhé, Zeus thì mình sẽ phân ra cho chúng ta chơi được 3 cách, cũng giống như tất cả các thủ khác. Đầu game, giữa game và late game. Khi ba cái giai đoạn đấy thì chúng ta sẽ sử dụng Zeus như thế nào cho hợp lý, mình sẽ nói sau đấy. Đầu game chúng ta sẽ gánh đường rông, còn giữa game thì chúng ta sẽ hạn chế đi combat và sẽ bắt lẻ. Tại vì sao mình lại nói như vậy ạ? Bởi vì Zeus ở giữa game thì mình nói thẳng tất cả bằng một combo trừ thằng tánh, một combo trừ thằng Toro nhá, còn bất kỳ vị tướng nào cũng chết. Chỉ cần đi lẻ, các bạn chúng ta đi lẻ, chúng ta sẽ lấy rất nhiều lợi thế, khẳng định như vậy luôn. Zeus ở giai đoạn giữa game nó có thể cân hai rất là tốt các bạn nhé. Một vị tướng cân hai rất tốt, nên mình khuyên các bạn ở giữa game thì mình sẽ chọn cái Zeus lối chơi là sẽ đi lẻ và bắt lẻ. Thì đi lẻ bắt lẻ như thế nào và khi nào thì mới được chơi như vậy hả anh? Thì mình sẽ trả lời luôn. Khi sẽ là những cái trụ tiên địch. Ôi rồi. Đây. Ôi đây con phá này mình sẽ sử dụng chiếu thăng gió. Đây. Tại vì sao như vậy ạ? Nếu mình sử dụng chiếu 3 vào đó thì con Violet con liêm các bạn nhé. Theo mình nghĩ nó con liêm ra đấy. Thì mình sẽ không chọn giết nó, nhưng bây giờ mình sẽ chọn giết nó 6 đường nào cũng chết ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Thằng Violet con liêm đấy, mình mới sử dụng chiêu 3 pha đấy thì mình sẽ lấy được cái liêm của thằng Violet kia chắc giết được. Còn thằng Gión, thằng Toro sẽ giết đấy. Chúng ta phải tính toán rất nhiều các map đấy. Lao sẽ nói tiếp một chút về cái giai đoạn giữa game là khi chuyển giao của những cái trụ bị mất. Đấy, những trụ đâu bị mất đấy, các bạn thấy chưa? Nó bắn trụ quá easy luôn các bạn ạ. Combo con Zeus này nó quá đổi là dễ luôn. Chúng ta chỉ khó một cái là đừng sử dụng chiêu 1 trước nhá. Đấy, khi tất cả những cái trụ đầu tiên của trận đấu đã mất đi thì sẽ là cái lúc chuyển giao của tất cả các sự di chuyển, thay đổi tất cả các đường, tất cả các vị trí người ta sẽ di chuyển như thế nào để đi farm được, đi farm, và chính đó là cái điểm yếu của tất cả các bạn đi lẻ thì chúng ta sẽ tận dụng vào điểm đó. Đây, cái phá này ở trụ mid các bạn nhé, Toro này. Rồi mình sẽ phá trụ lướt chiếu 1, rồi lên, rồi chết rồi, rồi quẩn hai thằng luôn. Phá này các bạn nhé, chiếu 1 này, rồi chiếu 2. Ủa rồi, các bạn đã thấy mảnh chưa ạ? Các bạn thấy mảnh chưa ạ? Con Zeus này thì mình không biết như là, nhưng bản thân của mình thì cảm thấy nó cũng khá là dễ chơi ấy. Cũng không phải là khó chơi đâu, chỉ quan trọng các bạn rã vào như thế nào cho hợp lý thôi. Đấy, còn bây giờ là giai đoạn dừa trần các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khai thác, cách cầm vị tướng Zeus để khai thác các vị tướng đi lè. Thì tất cả những vị tướng khác như vậy đó, chúng ta phải phân tích. Đấy, bây giờ mình sẽ phân tích nhá. Team địch có Zeus, Violet đi rừng, vị tướng mid là KDC, còn đường tên của nó là con ngủ không và Toro. Trừ Toro ra, bốn con nào có các bạn bắt được hết. Đấy, căn hẳn 3 xếp. Đây, chiếu 1 này. Rồi không được đâu. Đường nào chết chiếu 2. Đó đi. Rồi, chiếu 1 lướt. Đấy. Một mảng đã được easy các bạn nhé. Chúng ta sẽ đánh vào phân rừng của nó, nấp bùi ở trong những phân rừng của nó. Chúng ta sẽ nhìn trên những vị tướng nào, bốn vị tướng còn lại trừ Toro ở gần mình nhất thì chúng ta sẽ lao ra và bắt. Không phải ngần ngại một cái vấn đề gì cả. Đấy. Và mình đang ở mid nha, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bắt lẻ này. Các bạn hãy chú ý cho mình các bạn đố con nhá. Mình sẽ luôn luôn vườn ở khu vực này. Rồi chưa một vào đây điểm máu thôi. Mình biết sẽ điểm máu. Ố, tối đám. Mình không ngờ cái đám mình mạnh. Rồi, lão lên chơi luôn này. Rồi, một phát chiêu 2. Rồi, quấn. Đấy. Easy cho các bạn đấy. Lướt rồi. Ôi để sắm đây, sắm được. Con liêm chơi luôn chưa một. Rồi một phát cân bá. Quá tuyệt vời. Các bạn có thể thấy là con Zeus này chắc là do mình xanh quá rồi, cho nên cái lượng đám nó rất là nhưng đó là mình muốn nói các bạn. Chơi Zeus quan trọng nhất là chúng ta có bó chuẩn để chúng ta hôi được những cái phóng đồn, và hôi phóng đồn thì chúng ta sẽ kích hoạt cái nồi tài đòn đánh của nó rất là mạnh các bạn nhé. Đây phá này này, lướt lên chiếu 2 này, quẩn này chiếu 3 rồi chết. Đấy, khá đơn giản, cái combo nó khá đơn giản thôi. Và khi cái giai đoạn dừa game các bạn nhé, chúng ta lấy nhiều cái lợi thế rồi thì chúng ta sẽ dần tiến tới cái late game. Cái late game thì chúng ta sẽ bắt buộc phải có bắt tổng. Có bắt tổng như nào? Zeus là một vị tướng có bắt tổng khá tốt, bởi vì khi tất cả các bạn nhé mà lao vào nhấp chiếu 2 vào, các bạn chỉ cần dùng chiếu 1 và dùng chiếu 3, các bạn chỉ cần nhấp đánh chưa thôi. Đấy, như chẳng hạn cái pha này, ôi dồi ôi, các bạn thấy mạnh chưa? Chưa, vẫn chưa đến late game cho nên mình vẫn chưa hướng dẫn được. Còn đây mình chỉ hướng dẫn các bạn cách bắt lẻ. Chẳng hạn Toro đây thì mình chỉ trả kẽ nào đó. Mình ví dụ chẳng mình đứng đấy nhá, mình thể ấn gió. Mình vừa thể ấn gió. Các bạn thấy gió chưa? Rồi mình sẽ giết tạm con Toro này đi chẳng được. Có đồng đội mình thì giết được. Rồi.
chiều hai mình hồi rồi, và ba con này chỉ cần mình quấn, ui rồi qua tiếc cái pha này ạ. Mình mà chỉ cần lao lên chiều hai trước thì chắc chắn con Calixi và con Violet sẽ nằm xuống. Thôi pha này hơi đẹp. Bây giờ thì mình sẽ ăn tặng con công nhá. Các bạn nên nhớ cho mình ấy, quan trọng nhất vẫn là cái bản đồ con. Chúng ta chơi đừng có tập trung vào cái màn hình to làm gì cả. Chúng ta tập trung vào màn hình con thì chúng ta sẽ nhìn được rất nhiều và chúng ta sẽ bắt lẻ được nhiều hơn. Quan trọng nhất là bắt lẻ mà. Chúng ta nhìn bản đồ con thì sẽ bắt lẻ rất là tốt. Đấy. Chẳng hạn bây giờ nha, mình mà tập trung bản đồ con này, vận phám tập trung bản đồ con và sẽ ăn cho mình con công này. Ăn cá xa thì đúng lúc, cái lúc này sẽ là kết thúc game luôn, rất là nhanh. Và các bạn đừng quên nha, các bạn hãy để cho lao cho mình một comment và một nút like ở phía dưới phần video này, để các bạn muốn mình hướng dẫn những vị thủ nào, mình sẽ cho các bạn những kinh nghiệm. Còn mình sẽ đúc kết lại cái trận đấu này như nào ạ. Thứ nhất, díu, mình muốn các bạn chơi đâu game là chúng ta sẽ đi gánh cái đường nhiều nhất là đường rộng. Đây phá này các bạn này, phá này có bắt tổng được này. Đây ngủ khống nhá, ngủ khống bắt phá này, bắt ngủ khống một, chỉ cần một con bó lấy chết ạ. What? Ôi, cái ngủ khống, ôi cái pha ảo thế. Đó, ok, cái pha này khá ảo các bạn nhá. Khi các bạn có mát thì chúng ta sẽ ưu tiên rồi. Rồi sao không chạy đi đâu hoặc là ui rồi, ôi thôi không cần chiêu ba các bạn ạ, nó mạnh như thế đấy. Rồi cái phần combat này mình sẽ tạm một chút và mình sẽ nói một chút đúc kết lại là mình hy vọng các bạn đầu game sẽ đi gánh đường rông và chúng ta sẽ lấy từng lợi thế, và khi lấy lợi thế thì chúng ta sẽ sử dụng cách combo chuẩn chỉ các bạn nhé. Mình hy vọng các bạn sẽ là combo chiêu 2, chiêu 1, đôi chiêu 3 chẳng hạn pha này nhá. Đấy chiêu 1, đấy một kẹp chết này. Rồi lao lên con gió này, rồi sử dụng chết. Rồi chiêu 3 thằng Violet rồi triple kill. Các bạn thấy nó đơn giản chứ ạ, nó khá là đơn giản, chỉ cần các bạn combo nó chuẩn chỉ thôi, mà cái cách combo này nó khá đơn giản cực kỳ dễ luôn, cho nên các bạn chỉ cần biết cách combo này, các bạn vô các bạn thực hành là nó sẽ easy. Còn bây giờ thì mình nghĩ là thứ nhất là mình sánh, thứ hai là bây giờ mình sẽ kết thúc game và sẽ các bạn hạn chế nhé, díu về late game rất yếu, cho nên chúng ta không nên ui dồi ôi thế này thằng nào, ôi dồi thế này thằng nào chơi cho nổi các bạn. Rồi mình nghĩ là clip đến đấy cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Và chúc các bạn có một chơi vị tử dữ thật tốt. Và hy vọng các bạn có thể là sử dụng combo thật tốt và léo thật tốt với vị tử dữ này các bạn nhé. Còn bây giờ thì sắm rồi, chết, phá này mình chết. Rồi mình nghĩ là đồng đội mình sẽ phá trụ và sẽ win trận đấu này thôi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này của mình nhé. Các bạn hãy để cho mình một ý kiến ở phía dưới video. Và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và vẫn là câu nói đó nhé, tất cả các bạn ơi, mài yêu, bye bye.